xin được mở đầu bản tin tối nay với những thông tin liên quan tới dịch COVID-19. Thưa quý vị, cách đây ít phút, Bộ Y tế đã chính thức công bố thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên đến 45 trường hợp. Trường hợp này cũng có liên quan tới ca nhiễm thứ 34 được công bố trước đó. Chiều tối nay, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 Cụ thể bệnh nhân nam trú tại phường 7 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Ngày mùng 4 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân trở lại thành phố Hồ Chí Minh trên xe cá nhân cùng với 3 người khác. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020, sau khi biết thông tin bệnh nhân số 34 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân có ngạt mũi, rát họng nên tới khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình. Sau đó về khu điều trị tập trung tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Hiện nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Bên cạnh bệnh nhân này thì sáng nay Hà Nội cũng xác nhận một tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Tiếp viên này đã phục vụ chuyến bay VN0054 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 9 tháng 3 vừa qua. Được biết là ngày 9 tháng 3, sau khi từ sân bay nội bài về trụ sở đoàn tiếp viên tại đường Nguyễn Sơn, Long Biên, thì nữ tiếp viên ở phòng 401. Trong quá trình ở đây, thì bệnh nhân có tiếp xúc với một số người cũng như là có đi ăn cơm ở một số điểm trên địa bàn. Liên quan tới trường hợp này, đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết đã tiến hành đưa chồng của tiếp viên này vào bệnh viện Hà Đông để cách ly. Còn mẹ và con của tiếp viên này hiện nay cũng đang được cách ly tại nhà. Và cho tới thời điểm này thì Bình Thuận trở thành địa phương có số bệnh nhân đông thứ hai cả nước với 9 ca bệnh và số bệnh nhân đang điều trị đông nhất tới thời điểm này. 11 bệnh nhân tại Vĩnh Phúc đã hồi phục và xuất viện trong tháng 2 vừa qua. Cả 9 bệnh nhân ở Bình Thuận đều liên quan tới nữ bệnh nhân thứ 34.